họa sĩ duy nhất ở Việt Nam dám vẽ rồng cho vua bằng chân. Theo quan niệm từ xưa đến nay thì vua là con trời, con rồng là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của bậc đế vương. Ấy thế mà lại có người coi vua không ra gì mà chỉ xứng đáng dùng chân để vẽ tranh. Đó là vào thời của vua Khải Định. Ông được coi là vị vua nhiều tai tiếng nhất dưới thời Nguyễn, bị xem là bù nhìn. Ông nhu nhược tới mức trong dân gian bấy giờ còn truyền miệng nhau câu vẻ: tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Không những vậy, ông còn là vị vua xính đồ ngoại, ăn chơi cờ bạc xa xỉ, ăn mặc thì chẳng giống ai. Bên ngoài thì mặc com lê, bên trong lại khoác long bào, ngực lấp lánh bắc đầu bội tinh, thắt lưng gắn bóng đèn điện chớp đỏ. Nghe tới đây các bạn cũng hình dung ra các công trình được xây dựng dưới thời của vua Khải Định nó sẽ như thế nào rồi chứ. Vua Khải Định lên ngôi trong thời kỳ suy tàn của phong kiến, nhưng lại ra sức xây dựng những lăng tẩm xa hoa tráng lệ để phục vụ cho bản thân, như điện Kiến Trung, cung An Định, Ứng Lăng, vân vân. So với lăng của các vua tiền nhiệm thì Ứng Lăng có diện tích khiêm tốn hơn, nhưng lại xây dựng tốn nhiều thời gian và tiền của nhất, và xây khi vua còn sống. Bên trong Ứng Lăng thì có bức tranh Cửu Long Ẩn Vâng do họa sĩ rất nổi tiếng lúc bấy giờ là Phan Văn Tánh vẽ. Nhưng vì căm ghét ông vua bù nhìn nên ông đã dùng chân để vẽ ra bức tranh này. Đây cũng là bức tranh lớn nhất được vẽ bằng chân ở Việt Nam. Tuy nhiên bức tranh cũng rất đẹp và qua gần 90 năm vẫn trông như mới. Đặc biệt hơn là dù xung quanh tường có rất nhiều mạng nhện bám vào, nhưng bức tranh của ông lại vô cùng là sạch sẽ. Cho đến giờ vẫn chưa ai lý giải được tại sao.